Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long là cơ quan trực thuộc tỉnh đoàn Vĩnh Long, tham mưu cho ban chấp hành tỉnh đoàn Vĩnh Long về việc chăm sóc, giáo dục, rèn luyện năng khiếu, tổ chức hoạt động vui chơi cho thanh thiếu niên trong tỉnh. Là đơn vị sự nghiệp tỉnh đoàn Vĩnh Long, nơi tổ chức các hoạt động theo quy định số 223 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ban hành vào ngày 20 tháng 12 năm 1986, về tổ chức và hoạt động của nhà thiếu nhi. Hướng dẫn liên tịch số 15, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2002 của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của nhà thiếu nhi ở các địa phương. Quyết định thành lập số 737 ngày 17 tháng 9 năm 1993 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Trải qua hơn 28 năm hình thành và phát triển, trung tâm đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Qua đó, kịp thời phát hiện những năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo của thanh thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn tại đơn vị. Ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao, trung tâm đã xây dựng và thành lập hai đội nhóm chuyên phục vụ nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và địa phương, đó là đội nghi lễ và đội văn nghệ. Đội nghi lễ được củng cố, thành lập từ năm 2017 với hơn 35 thành viên hoạt động thường xuyên, đến hiện nay đã thu hút gần 100 em tham gia. Vĩnh Long không chỉ là nơi có nhiều địa chỉ đỏ, nhiều di tích lịch sử, mà còn là nơi có những người con trung hiếu, sáng ngời, ý chí tinh thần bất khuất, kiên trung, ý chí cách mạng và lòng hy sinh cao cả vì đất nước, vì nhân dân, như bác Võ Văn Kiệt, bác Trần Đại Nghĩa. Một trong những người con ấy mà chúng ta nhắc đến, đó chính là bác Phạm Hùng. Để tham gia cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam, đội nghi lễ Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh Vĩnh Long đã chọn khu tưởng niệm cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là nơi chúng em hát quốc ca. Bác Phạm Hùng với tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1912 trong một gia đình nông dân ở làng Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Sinh thời, ông là một người có công rất lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông mất vào tháng 3 năm 1988 với những công lao to lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng khu tưởng niệm cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khu tưởng niệm đền thờ Phạm Hùng được xây dựng vào năm 2000 và hoàn thành xong tất cả các hạng mục vào năm 2004. Khu tưởng niệm có hai hạng mục công trình chính là nhà lưu niệm và nhà tưởng niệm. Nhà lưu niệm là khu vực trưng bày các tư liệu, hình ảnh và hiện vật về cuộc đời của cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, như phòng biệt giam ông lúc ở Côn Đảo, ngôi nhà ông làm việc tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam và căn nhà số 72 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Khu vực nhà tưởng niệm là nơi đặt bức tượng bán thân của đồng chí Phạm Hùng cùng những bút phù điêu tạc lại một số câu nói của ông lúc sinh thời. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng chúng ta sẽ giành được thành tựu mới to lớn hơn nữa trong cuộc xây dựng tỉnh Cửu Long giàu mạnh và tươi đẹp, xây dựng cuộc sống đồng bào các dân tộc ấm no, hạnh phúc và văn minh. Đền thờ bác Phạm Hùng được nhà nước công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia vào tháng 6 năm 2012. Đất nước tự hào, nhân dân Vĩnh Long tự hào có bác Phạm Hùng. Sự kiên trung, mẫu mực, tình yêu thương đồng bào của bác là tấm gương sáng soi cho học sinh Vĩnh Long học tập và noi theo. Phấn đấu học tập thật tốt, tham gia các phong trào rèn luyện kỹ năng để trở thành những người công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp hơn.